Hello anh em nha, em mới về, em Lacity hồi tối nè. Em này bản EX cao cấp của hai Lacity 211 anh chị, gia đình Vinh không lỗi nha. Lòng dè cua dè Vinh 100% luôn nè, mâm lớp vỏ rất là đẹp. Và đang để cho anh chị mình chỉ có 162 triệu cho một chiếc xe đẹp anh chị nha. Đó. Bên em thì mới về được rất là nhiều, i10 mới về cũng có mấy anh em đang lại coi nè. i10 này i10 bản đủ nha anh chị nha, 2016 bản đủ. Đó, 245 triệu. Đây là 162 triệu cũng mới về nữa nè. Anh em có nhu cầu thì chú qua xem, qua lấy thử, qua chạy thử xa xa đó có Carnival. Carnival này là hai nhập 209 form, nó dài đến 214 luôn, hơn 200 ha. Rất là nhiều xe đang đợi anh em tại tỉnh Bến Tre, nơi giao lưu cho đổi mua bán với bà con. Có xem là có bớt, chạy thử là có bớt nha. Cảm ơn và hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo nha. Hello anh em nha, em mới vừa về em A10 216 bản đủ gia đình Vin không lỗi nhỏ luôn. Máy 1.2 bản đủ anh chị nha. Sẽ có xi nhan gương nè, mâm đúc nè, ABS túi khí nè, gương kính chỉnh điện gặp gương, vô lăng tích hợp. Bản đủ máy 1.2 anh chị nha, xe ngay chủ luôn anh chị nha. Cảm biến da đầy đủ, máy gầm số ngon. Dòng i10 thì bên em còn tới 4-5 xe lận, bản đủ, bản thiếu, con cốc sedan. Anh chị qua lựa thoải mái lái thử vô tư nha. Dàn ghế nào hết hai màu nè. Xe chỉ nguyên bản không lỗi nha. Kê chỉ zin hết cái xe luôn. Nắp còi chưa mở luôn anh chị nha, nắp còi zin chưa mở ra luôn á. Xe chạy chủ đô 115.000, không lỗi nhỏ, bao xài. 245 còn giảm còn bớt. Bán thiếu cho nợ giao lưu bù trừ nha. Đó. Gió mai chơi liên luôn nè. Anh em quan tâm thì alo cho em qua số 0866 67871 0834 33 3371. Em cảm ơn nhiều nha.